118 nông hộ sản xuất trên diện tích hơn 29 hecta. Đó là kết quả trong hoạt động liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoa giữa công ty Hapfarm Đà Lạt với các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Từ mô hình liên kết hợp tác này, nhiều hộ nông dân trồng hoa đã ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới thị trường xuất khẩu, đồng thời ổn định nguồn thu để phát triển kinh tế, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đây là ba sào hoa cẩm chướng của hộ gia đình ông Huỳnh Đình Phước, một trong những nông hộ có liên kết hợp tác sản xuất hoa với công ty Hapfarm Đà Lạt được hơn 2 năm qua. Vượt qua thói quen canh tác theo kiểu truyền thống, năng suất chất lượng không cao và đặc biệt là đầu ra không ổn định. Nhưng kể từ khi bắt tay vào hoạt động liên kết sản xuất với công ty Đà Lạt Hapfarm, ngoài việc biết áp dụng đúng các quy trình kỹ thuật, sản xuất được những dòng hoa cao cấp, đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách hàng, đem lại nguồn thu nhập ổn định nhờ vào công tác bao tiêu sản phẩm. Trước đó thì tôi làm bông ngoài, nhưng mà điều mình nói là như thế này là cái thu nhập mình nó cũng không có ổn định, từ vì giá cả nó bấp bênh á. Nhưng mà điều bên công ty thì là đầu ra nó ổn định hơn, cho nên là tôi thấy ra cũng có lợi, là một phần là công ty có hàng giao, một phần là mình thu hoạch được, thu nhập được nó cao hơn so với thời gian mà mình làm bông ngoài. Cũng như hộ ông Huỳnh Đình Phước, mô hình liên kết hợp tác sản xuất hoa của ông Nguyễn Hữu Tiến đến nay đã gắn bó với công ty Đà Lạt Hapfarm được 12 năm. Hiện tại với diện tích hơn 5.000 m2 là nơi được ông dùng để trồng hai loại hoa chính để cung cấp cho công ty Đà Lạt Hapfarm là hoa cúc và cẩm chướng các cành. Diện tích này tăng gấp 5 lần so với những ngày đầu hợp tác. Không còn phải loay hoay tính toán vụ này trồng gì, tiêu thụ ở đâu. Giờ đây, gia đình ông Tiến đã yên tâm sản xuất hoa theo đơn đặt hàng mà công ty Hapfarm mang lại, với nguồn thu nhập ổn định 120 triệu đồng một sào mỗi năm. Điều quan trọng hơn là với sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật của công ty Đà Lạt Hapfarm, từ việc theo dõi quá trình sinh trưởng của hoa, khuyến cáo cách bón phân, tưới nước phù hợp, hướng dẫn nông dân chăm sóc thu hoạch, bảo quản hoa tươi đã giúp nông dân tích lũy kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất bền vững. Về giống thì nó sạch sẽ, còn về kỹ thuật thì hàng tuần có các bạn kỹ thuật ra cùng nông dân kiểm soát sâu bệnh trên đồng và tìm ra phương hướng để khắc phục. Cái sâu bệnh hiện nay nó diễn biến phức tạp, rồi để nâng cao cái hiệu quả của cây trồng thì cần có đội ngũ của kỹ thuật của công ty kết hợp với nông dân để tìm ra cái hướng giải quyết để nâng cao cái sản phẩm cây trồng. Tính đến thời điểm này, đã có 118 nông hộ hợp tác với Đà Lạt Hapfarm thông qua mô hình liên kết sản xuất với diện tích lên đến hơn 29 hecta. Điều đáng nói ở mô hình này là giá thành thu mua hoa cho người nông dân được thỏa thuận rõ ràng. Hoa do nông dân sản xuất ra cũng được xuất khẩu sang thị trường các nước là đối tác của Đà Lạt Hapfarm. Doanh số thu mua sản phẩm hoa của các nông hộ cũng tăng dần theo từng năm. Nếu năm 2013 là 32 tỷ, năm 2014 gần 35 tỷ, năm 2015 gần 37 tỷ và năm 2016 dự kiến 39 tỷ đồng. Ngoài ra, để hỗ trợ nông dân có nguồn vốn đầu tư sản xuất, Đà Lạt Hapfarm đã thành lập quỹ hỗ trợ nông dân với nguồn kinh phí trên 2 tỷ đồng. Theo đó, những nông dân cần vốn sẽ được vay từ 100 đến 150 triệu đồng mỗi vụ hoa mà không phải trả lãi suất. Để mà hợp tác tốt với lại công ty Đà Lạt Hapfarm thì phía công ty cũng có một số các hoạt động hỗ trợ. Thì thứ nhất đó là đối với cái cây giống đưa ra cho nông dân sản xuất thì mình sẽ lựa chọn cái bộ cây giống rất là tốt và đủ tiêu chuẩn cho xuất khẩu. Nông dân thì khi họ đưa sản phẩm vào, họ đều biết là cái sản phẩm phải đạt chất lượng, và khi công ty cũng có treo tất cả các tiêu chuẩn chất lượng của từng nhóm hoa một để các hộ nông dân họ tham khảo, và họ biết là khi mà trồng thì mình cũng phải tuân theo yêu cầu kỹ thuật như thế nào để đảm bảo tiêu chuẩn đưa vào trong công ty có khả năng xuất khẩu tốt. Thì cho đến hiện nay cái sản lượng xuất khẩu của hàng hợp tác của công ty với lại Hapfarm là ngày càng tăng, đặc biệt là cái nhóm hoa cẩm chướng. Rõ ràng từ những kết quả đạt được đã minh chứng hiệu quả của sự liên kết trong hợp tác sản xuất hoa giữa công ty Đà Lạt Hapfarm với các hộ nông dân trong việc thay đổi tư duy sản xuất hoa cao cấp, từ đó tạo kênh phân phối, giúp nông dân Đà Lạt Lâm Đồng xuất khẩu hoa trực tiếp sang thị trường quốc tế. Để kết nối và tìm hiểu các thông tin về các khu nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi giải trí, tập tục văn hóa và các dịch vụ tiện ích khác của địa điểm du khách cần đến, có lẽ không có phương tiện nào nhanh nhạy, tiện lợi bằng qua một chiếc điện thoại thông minh.